Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Sanbet Channel. Thì video này mình xin chia sẻ cách nấu món hải sản sốt cajun. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho nước cam vào nồi nha mọi người. Tiếp theo đó chúng ta sẽ pha một ít nước vào. Nếu bạn nào muốn ngon thì sẽ cho 100% là nước cam nha. Sau đó chúng ta sẽ cho hành tím vào. Chúng ta thay thế hành tím bằng hành tây vẫn được nha mọi người. Và chúng ta sẽ cho bắp vào. Bắp này là loại bắp Mỹ, rất là giòn và ngọt nha. Cho nghêu vào nè. Và sau đó chúng ta sẽ cho bột cajun vào. Cái bột này mình rất là dễ mua, mình có thể order trên Tiki, Lazada, Shopee, bán rất nhiều trên đó nha, nên mọi người yên tâm. Trời ơi, hải sản soi lên rất là hấp dẫn. Nhìn nó hả hả miệng ra là nó chín rồi đó mọi người ơi. Mọi người có thấy hấp dẫn không? Thấy hấp dẫn thì nhớ cho mình nhấn subscribe nha. Chúng ta sẽ cho xúc xích vào nha. Và cho cơm vào luộc chung luôn nha mọi người. Rồi cái nồi hải sản nó chín rất là hấp dẫn nha mọi người ơi. Mình rất là kích thích cái màu đỏ của hải sản. Sau khi luộc hải sản xong rồi thì chúng ta chuyển qua giai đoạn là nấu sốt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bơ vào. Nấu cho bơ tan hoặc là đều. Bột này rất là mặn và cay nên mọi người nhớ nêm từ từ thôi nha. Nêm lố tay thì nó sẽ bị mặn món ăn đó mọi người. Chúng ta sẽ nêm và nước sốt một ít đường và một ít bột nêm nha mọi người. Nó vừa ăn thôi. Sau khi nêm nếm vừa ăn thì chúng ta sẽ cho hải sản vào. Hấp dẫn không? Chứ mình thấy rất là đói bụng rồi đó mọi người ơi.